thì sau đây hãy cùng tiếp tục đến với một giọng nam cũng rất là trầm. Đây là một giọng nam mà có lẽ là khi cất tiếng lên là sẽ khiến rất nhiều trái tim rung rinh. Đây là một tiếng hát mà cũng được rất nhiều quý vị khán giả, những người yêu mến những ca khúc trữ tình ở các phòng trà trước đây yêu mến. Và anh cũng có một cái lượng khán giả riêng của mình, mọi người thường tìm đến những nơi anh biểu diễn ở các phòng trà để nghe tiếng hát của anh, và cảm thấy mỗi một lần được nghe cái tiếng hát đấy giống như là được trái tim mình được sưởi ấm vậy. Thì bây giờ cũng sẽ là một bài hát có một chút xíu màu sắc mùa đông, và hãy để cho tiếng hát rất là trầm, rất là ấm ấy sưởi ấm trái tim của quý vị. Hãy cùng đến với phần biểu diễn của nam ca sĩ Trọng Bắc. Ồ, anh Đức, cho em tâm sự với anh xíu. Trọng Bắc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Anh nói em là giọng trầm đúng không? Hôm nay em còn trầm hơn nữa, bởi vì mới đang bị cảm. Vâng, cái mùa này đang bị chuyển mùa. Hai ngày hôm qua thì Bắc nghĩ rằng là chắc là không biết là có tham gia được hay không, bởi vì mình nói cũng ra hơi nữa. Nhưng mà rất là may là hôm nay ra hơi rồi. Và chỉ nghe giọng trầm như thế này nghe là còn trầm hơn nữa. Với lại là có cái show nào mà khán giả đến coi MC hát không anh? Và thực ra thì MC nhiều khi chỉ là đứng vào để cho đẹp đội hình thôi, chứ làm gì, chứ anh nghĩ hình như chưa có ai đi mua vé xem một cái show gì là vì MC hết ấy. Cho dù là hát hay là múa hay là nhảy. Vậy anh nghĩ là có cái show nào mà tới coi ca sĩ để nói chuyện không? À có nha. Đó, thì có em mới thắc mắc là có ai tới nghe MC hát không? Cái đấy chắc là khẳng định là không, nhưng mà đến nghe ca sĩ nói chuyện thì có. Dạ. Yeah. Bây giờ thì em thích nói chuyện hay em thích hát? Tùy, vì có nhiều người mê cái giọng trầm của em đến mức chỉ cần em cất tiếng lên là đã thấy thích rồi. Tại vì em đang muốn nói vài câu nữa để cho nó cái giọng nó trở lại, cái giọng nó mở ra. Đúng rồi, nó mở ra. Thật ra là đó là cùng giờ thôi. Em đang lợi dụng anh á. Đó, đó. Thì thực ra là tại vì lúc Bắc đến đây giờ Bắc chưa có nói chuyện gì hết, ở trong kia không có nói gì, chắc là để giữ giọng. Thì bây giờ cho phép nhé, nói về câu mở giọng. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với phần biểu diễn của Trọng Bắc. Cảm ơn anh Đức. Cảm ơn quý vị. Thật sự nói hôm nay là ngày, có lẽ là chỉ còn một ngày nữa thôi. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy. Thì chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa là chúng ta khép lại năm 2022. Thật sự một cái năm mà có lẽ không chỉ riêng ngày bản thân Bắc cũng vậy, cũng gặp một số khó khăn trong về kinh tế, bởi vì hầu như đó là một cái điều chung rồi. Nhưng mà hôm nay để mà có mặt của những anh chị, các em có mặt ở rạp hát để hôm nay để làm một cái chương trình cùng nhau nắm tay để mà tạo nên một cái đêm nhạc từ trái tim đến trái tim của anh Minh Đức đã làm. Đến bây giờ cũng đã bao nhiêu năm rồi thì Bác không nhớ, nhưng mà Bác chỉ nhớ là có tham gia được như 3 lần, và đây là lần thứ 3. Thì hy vọng là sẽ còn nhiều dịp hơn để được tham gia cùng chương trình ý nghĩa như vậy. Vâng, và ngay bây giờ đây xin được gửi đến quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Trúc Hồ, ca khúc tập đề Trái Tim Mùa Đông. Cảm ơn quý vị. Mà cái bài hát này chắc là cũng lâu lắm rồi, quý vị có thể mới nghe lại. Nhau trong muộn màng, ta gặp nhau trong lỡ làng. Cơn mưa đến sao vội vàng, như đôi ta xa nhau. Ta gặp nhau trong tình cờ, không lời nói nhưng trao thật nhiều. Qua ánh mắt, qua nụ cười, sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô.
chảy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình cấm. Nhau trong buồn mà ta gặp nhau trong lỡ làng, cơn mưa đến sao vội vàng, như đôi ta xa nhau. Ta gặp nhau trong tình cờ, không lời nói nhưng trao thật nhiều. Qua ánh mắt, qua nụ cười, dưới ấm trái tim em đã lạnh khô. Một trái tim, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình cấm. Một trái tim khô, một trái chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình cấm. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị nghe có được không ạ?